Hai anh ở đây canh chừng đám cương thi, tôi sẽ về kêu người tới đây trợ giúp cho hai anh. Hả? Sếp à? Nè bạn, hay là khi nãy tủ tinh để lại dấu chân đó, nếu không đám nhỏ thảm rồi. Qua bên đó xem Mao sư phụ thế nào rồi. Mao sư phụ, ông không sao chứ? Tinh khí của tôi bị chảy quá nhiều rồi. Nếu như trong vòng 7 ngày không tìm được nơi thuần dương để hấp thụ tinh qua trời đất, tôi sẽ bị khô cằn mà chết. Mao sư phụ, tôi biết có một chỗ để cho ông hấp thu tinh qua trời đất, để tôi đưa ông đi. Vậy đám cương thi thế nào? Chúng hấp thụ tinh khí của con người. Mấy cậu đừng đụng vào họ, nếu không ma lực của họ sẽ càng mạnh hơn. Hãy chờ đến khi tôi quay về hồi phục rồi tính tiếp. Tiểu thư, làm phiền cô nói với ông chủ, tôi và Mao sư phụ tìm chỗ dưỡng thương, đến nơi sẽ thông báo cho mọi người biết. Mao sư phụ. Mao sư phụ, tôi biết ông muốn mau chóng bình phục để ngăn cản việc tổ tinh giết người, nhưng mà tôi sợ ông lại bị thương nặng thêm nữa, dục tốc bất đạt. Mặc dù tôi đã ép độc ra ngoài, nhưng mà muốn bình phục hẳn cần phải có thời gian. Sư phụ à, yên tâm đi, con đã phát minh ra cái này chắc chắn sẽ ngăn được bọn chúng mà. Những món đồ mà con phát minh ra có món nào xài được đâu. Không phải đâu sư phụ à, con à. Bây giờ con chuẩn bị đồ đạc đi. Đêm nay là đêm trăng tròn, Quyền Khôi chắc chắn sẽ xuất hiện để hấp thụ tinh qua trời đất. Nếu vậy hắn xuất hiện thì nguy rồi, cương thi cứ xuất hiện hoài, ai có thể đối phó với họ chứ. Con mau đi chuẩn bị đi. Dạ sư phụ. Mao sư phụ, ông đã bị tổn thương nguyên khí quá nặng rồi, ông nên nghỉ ngơi nhiều, để tôi kiếm thuốc thang chữa trị cho ông. Cảm ơn công nhiều. Sư phụ à, không phải đâu, lần này con thật sự phát minh được đồ tốt đó. Sư phụ đúng là lo xa. Quả thực hắn bị trúng chiêu rồi, làm sao có thể dễ dàng xuất hiện được chứ. Sư phụ à, con đã tìm khắp nơi rồi, nhưng mà không có tung tích của Quyền Khôi. Thế là tới rồi. Sư phụ à, giờ sao đây? Chạy đi. Giết người. Quân Nhật Bản khốn kiếp, lúc còn sống thì đánh xâm chiếm lãnh thổ Trung Quốc, nay chết rồi còn muốn hại thêm người dân nữa sao?
Mặc dù bây giờ ông không phải là người, nhưng mà dù sao cũng là thầy ma của Trung Quốc. Nếu ông không đánh bại hắn thì làm sao còn mặt mũi với người dân của mình? Người Trung Quốc cũng vậy, hồn ma cũng vậy, tôi cũng phải giết. Nè, bọn họ đánh nhau, bọn không mau chạy đi. Các bạn, Việt Nam các quan trọng, tôi là TVB các chương trình là mấy hữu trang này, không biết à, tôi là xin thuyết các Việt Nam luyện ngoại phần đầu, tôi chính xuyên cho Hải Lương các ngoại tình kịch tập, đừng các bạn đi, phải đi kích hạ bên tiểu link like cùng subscribe.